Và ngày nay á, thì mình thường nghe người ta nói là cuộc cách mạng 4.0, 3.0. Và các bạn biết rằng có một cái cuộc cách mạng nó lớn hơn và lâu đời hơn rất là nhiều. Đó là cuộc cách mạng chuyển từ săn bắt hái lượm sang trồng trọt. Và tại sao cái cuộc cách mạng này nó lại quan trọng? Và câu chuyện của mình sẽ kể về nó. Và ngày xưa là thời rất là lâu rồi, thì có người tiền sử. Thì các bạn biết đó, người tiền sử thì là rất là sơ khởi. Và để mà họ có thể sống được thì họ phải đi vào trong rừng tìm những con thú, săn bắt nó và đem con thú đó về gia đình. Ngoài ra, công việc săn thú thì họ lại có cái công việc đó là họ hái lượm. Là thay vào việc bắt một cái con vật thì họ vào trong rừng và họ tìm những cái trái cây về để cho họ có cái đồ ăn cho gia đình của họ, cho con cái của họ. Thì với người tiền sử như vậy thì công việc khá là cực, bởi vì họ không biết chắc rằng là ngày hôm nay họ đi vào rừng họ có tìm được cái con thú nào hay không, hay là họ có tìm được cái trái cây nào hay không. Thì có một người tiền sử nọ, một hôm họ quyết định vào trong rừng để họ tìm lúa về cho gia đình của họ. Và cũng như mỗi ngày, họ phải đi rất là xa, tới mấy chục cây số để họ tìm đồ ăn về cho gia đình. Nhưng mà mỗi lần tìm thì họ chỉ tìm được rất là ít, tìm được khoảng một nắm lúa và đem về cho gia đình. Và công việc của họ là cứ mỗi ngày họ cứ đi vào rừng và họ cứ đi tìm từng cây lúa. Và với mỗi cây thì họ hái vài hạt lúa về. Và từ năm này sang năm khác, công việc của họ vẫn tiếp tục như vậy. Và người ta gọi đó là công việc hái lượm. Và trong suốt cái chiều dài thời kỳ tiền sử thì hầu như là tất cả những người tiền sử đều làm cái công việc là vào trong rừng để hái lúa. Cho đến một hôm, người tiền sử này vào trong rừng và công việc của họ vẫn là tiếp tục đi hái những hạt lúa đó. Nhưng mà ngày hôm đó là một ngày rất là đặc biệt. Người tiền sử này vô tình gặp một con quái vật, và con quái vật này gọi là khủng long. Thì người tiền sử này quyết định bỏ chạy và cầm trên tay những cái hạt lúa chạy rất là nhanh. Nhưng mà con khủng long cũng là một sinh vật, và con khủng long này cũng cần thức ăn để nuôi sống gia đình của con khủng long, tại vì ở nhà còn có những con khủng long con. Thế là con khủng long rượt người tiền sử này và bắt kịp người tiền sử, và thế là cuộc chiến xảy ra giữa người tiền sử và con khủng long, và hai bên cứ đánh nhau. Và lúc này người tiền sử may mắn thoát được và chạy về nhà. Nhưng mà không may là tất cả những cái hạt lúa của người tiền sử này đang cầm trên tay mất hết. Và khi mà người tiền sử này quay trở về nhà thì người tiền sử này kể với gia đình rằng là ngày hôm nay gặp một con khủng long, và ngày hôm nay đánh nhau và mất hết lúa rồi, không có gì ăn, nên ngày hôm nay cả nhà nhịn đói. Và thế là gia đình không tin và cho rằng là người tiền sử này lười biếng. Và như vậy, người tiền sử ngày mai, ngày mốt họ vẫn tiếp tục vào trong rừng để họ tiếp tục tìm những cái hạt lúa. Cho đến một ngày, người tiền sử này quay lại cái vị trí cũ mà cách đây một tháng người tiền sử này đánh nhau với con khủng long. Và tại cái vị trí đánh nhau này thì người tiền sử thấy một điều rất là bất ngờ, là ở nơi này có rất là nhiều cây lúa mọc lên cùng một vị trí, điều mà người tiền sử này chưa bao giờ thấy trước đó. Tại vì trước đây mỗi cây lúa nó mọc rất là rời rạc, và tại sao mà lần này tất cả những cái cây lúa nó lại mọc một chỗ, mà cái chỗ này lại chưa bao giờ có cây lúa. Tại vì người tiền sử này biết rằng cái nơi này là đang đánh nhau với con khủng long, và thế là cây lúa này mọc lên rất là nhiều và nó cho rất là nhiều hạt. Thế là người tiền sử ngày hôm đó nhặt được rất là nhiều hạt lúa về, và gia đình của người tiền sử này rất là ngạc nhiên, tại sao mà rất là nhiều năm rồi họ không có được nhiều lúa mà tại sao ngày hôm nay lại là một ngày rất là đặc biệt, họ lại có những cái hạt lúa như vậy. Và thế là họ cảm thấy thắc mắc,
là tại sao có nhiều hạt lúa. Và người tiền sử này giải thích rằng là trước đây họ đánh nhau với con khủng long và vô tình họ rớt cái hạt lúa tại cái vị trí đó. Và ngày 3 tháng sau, những cái hạt lúa này mọc lên thành cây và nó cho ra những cái hạt lúa mới. Và lúc này người tiền sử mới kể cái câu chuyện này cho hàng xóm. Và khi mà tất cả mọi người không tin, nhưng mà người tiền sử này lặp lại cái hoạt động đó. Người tiền sử này cầm những cái hạt lúa bỏ xuống dưới đất và lấp đất lại, thì tất cả những người hàng xóm của họ nói rằng: ôi sao mà phí quá, tại sao mà lúa gạo không ăn đem bỏ xuống dưới đất lấp đất lại. Thì những người khác không tin vào cái điều bất ngờ đó. Nhưng mà rất là may mắn, sau một tháng thì tại cái vị trí đó nó lại mọc lên những cây lúa mới và nó lại cho nhiều trái hơn, quả hơn. Và thế là tất cả những người tiền sử khác cảm thấy rất là hạnh phúc và họ quyết định là thực hiện cái công việc đó. Và thế là mọi người tiền sử đều có rất là nhiều lúa để ăn. Họ chuyển từ một cái trạng thái là mỗi ngày phải đi rất cực vào trong rừng, thay vào cái việc đó là họ lấy những cái hạt lúa họ bỏ xuống dưới đất và họ trồng lên. Và từ đó cái việc hái lượm chuyển sang việc trồng trọt thì thay đổi cả một cái cuộc sống của người tiền sử, và họ trở nên ấm no hơn. Và từng ngày họ thay đổi và họ có những cái của cải để dành, và từ đó cuộc sống nó ổn định hơn và không có còn phải rất là cực nhọc. Và lúc đó là cái cuộc cách mạng gọi là vĩ đại nhất của con người, khi mà họ chuyển từ giai đoạn hái lượm sang giai đoạn trồng trọt. Vậy thì khi mà chúng ta liên hệ, liên tưởng và quán tưởng đến chúng ta thời đại bây giờ, thì công việc của chúng ta đang là hái lượm hay là đang trồng trọt? Là mỗi ngày chúng ta thức dậy từ nhà, chúng ta đi tới công ty, chúng ta làm việc, thì nó giống như là người tiền sử, họ cũng từ nhà họ đi vào trong khu rừng, thì công ty nó cũng giống như là khu rừng. Và các bạn nếu mà tiếp tục làm việc với một cái tâm thái là mình đi hái lượm, mình cứ tới đó mình làm những công việc rất là bình thường, và thì nó giống như là người tiền sử họ đi vào rừng, họ nhặt từng cái hạt lúa và họ đem về nhà. Và cứ như vậy chúng ta tới công ty, chúng ta đi làm việc, thì chúng ta cũng giống y chang người tiền sử thôi. Và chúng ta sẽ không có bao giờ mà đủ cái số tiền của chúng ta hoạt động để cho cuộc sống của chúng ta. Vậy thì để mà chúng ta ổn định hơn thì chúng ta phải có cái cách góc nhìn nó khác, đó là chúng ta không thể nào mà đi hái lượm như người tiền sử trước đây, mà chúng ta phải chuyển sang trồng trọt. Vậy thì câu hỏi đặt ra là bây giờ các bạn đang trồng trọt hay là các bạn vẫn đang hái lượm? Thì các bạn thấy rằng mỗi ngày chúng ta thức dậy, chúng ta vẫn đi vào trong rừng, nhưng mà khu rừng của chúng ta nó đẹp hơn, nó có nhiều đèn hơn, nó có bàn ghế, nó khác với khu rừng của người tiền sử là có nhiều cây và rất là âm u. Còn cái khu rừng của chúng ta thì nó nhìn có vẻ hiện đại, nhưng mà tất cả các hoạt động của chúng ta đều là đang hái lượm. Nếu mà chúng ta muốn chuyển sang một cái trạng thái tốt hơn, sung túc hơn, thì chúng ta không thể nào mà tiếp tục cái công việc hái lượm đó, và bắt buộc chúng ta phải trồng trọt để từ đó những cái hạt lúa nó trở thành cây và nó cho nhiều hạt lúa khác. Thì cái công việc của chúng ta làm việc, chúng ta phải gieo trồng để cho cái kết quả đó nó trở nên tốt hơn và chúng ta có được những cái thành tựu nhất định. Vậy thì các bạn thấy rằng là người tiền sử họ chuyển từ cái việc hái lượm sang trồng trọt. Vậy thì bây giờ mình muốn chuyển cái trạng thái công việc của mình từ hái lượm sang trồng trọt có được hay không? Vậy là mình gieo cái gì? Khi người tiền sử họ có hạt lúa họ gieo, còn bây giờ mình không biết gieo cái gì hết, tại vì mình cũng không thể nào gieo lúa được. Vậy thì mình gieo những cái gì? Thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn, mình có một số cái để mình gieo, và những cái đó nó sẽ sinh ra được rất là nhiều lợi nhuận cho mình. Và để mình nói tới cái vấn đề mà chúng ta phải gieo cái gì, thì mình sẽ nói về những cái khó khăn mà khi các bạn gieo. Tại vì các bạn gieo một hạt lúa, nó không đơn giản là mình bỏ xuống dưới đất giống như câu chuyện của mình, mà để hạt lúa đó trở nên thành cây, thì các
cái đầu tiên các bạn phải vượt qua được cái nỗi sợ của mình. Thông thường các bạn muốn làm một cái việc gì đó thì các bạn phải biết chắc chắn rằng mình hiểu nó rất là nhiều, phải biết nó được cấu tạo và nó được cấu thành như thế nào. Thì cái điều này có thể không cần thiết. Nó giống như việc người tiền sử họ không biết là cái hạt gạo đó nó được cấu thành như thế nào, cái quy trình nảy mầm như thế nào, phát triển lá như thế nào. Họ chỉ biết là bỏ xuống dưới đất, lấp lại thì nó sẽ lên thành cây. Thì khi mà các bạn muốn gieo một cái gì đó thì các bạn cũng đừng có lo lắng là mình phải hiểu cái vấn đề đó sâu đến mức nào. Và các bạn đừng có lo lắng rằng là cái đó nó sẽ phát triển như thế nào. Bởi vì khi mình liên tưởng tới người tiền sử, họ cũng đâu có biết là cái hạt lúa đó nó cấu tạo như thế nào, nó nảy mầm như thế nào, nhiệt độ bao nhiêu. Họ chỉ làm một cái việc duy nhất là hành động, đó là gieo. Và họ tin tưởng rằng sau 3 tháng nó sẽ lên thành cây. Thì đầu tiên khi các bạn muốn làm một cái việc gì đó thì các bạn phải tự tin vào năng lực của mình. Các bạn phải tin rằng cái việc mình làm gieo đó nó sẽ cho một cái kết quả. Đừng có lo lắng là mình phải chưa hiểu hoặc là mình chưa có biết nó. Cái đó là rào cản lớn nhất. Và khi mà các bạn làm thì các bạn phải chăm chút vào cái việc gieo của mình. Vậy thì cái việc gieo của một người làm kinh tế, một cái người đầu tư thì nó sẽ gieo cái gì? Thì mình sẽ kể ra một số cái các bạn có thể gieo và từ đó các bạn có thể có được những cái lợi ích sau này. Thứ nhất, đó là gieo kiến thức. Khi các bạn có những kiến thức hay, các bạn chia sẻ cho mọi người, các bạn dạy cho mọi người thì cái việc đó rất là lợi ích. Thì khi mà các bạn làm được cái việc đó thì sau này các bạn sẽ có được những cái lợi nhuận, những cái lợi ích. Bởi vì khi các bạn gieo kiến thức, các bạn đào tạo cho người khác thì các bạn giúp cho người khác tốt hơn, thì cái người đó trở nên tốt hơn, thì người đó sẽ hỗ trợ lại cho người khác. Và khi mà những người xung quanh chúng ta tốt lên thì tất nhiên là cái việc cuộc sống của chúng ta sẽ được hỗ trợ tốt hơn. Đó là việc đầu tư cho con người, là đầu tư cho đào tạo, là việc các bạn hãy gieo và đầu tư kiến thức của mình cho người khác. Thì đó là cái việc gieo đầu tiên. Cái việc gieo thứ hai, đó là khi mà các bạn có nguồn tiền thì các bạn phải đầu tư để tiền nó sinh ra tiền. Việc gieo này giống như là các bạn hãy đầu tư vào nhà cửa hoặc là đầu tư vào sản phẩm để các bạn có thể kinh doanh. Các bạn có thể đầu tư vào những cái vật chất, mà những cái vật chất đó về lâu về dài nó tự tạo ra được những cái tài sản thụ động cho bạn. Từ đó các bạn có thể có nhiều tiền. Có thể đầu tư vào nhà cửa, đất đai, hay là đầu tư vào việc mở rộng công ty, hoặc là nhập hàng hóa nhiều và các bạn kinh doanh thuận lợi. Đó là cái việc gieo thứ hai. Cái việc gieo thứ ba, đó là các bạn phải đầu tư vào thương hiệu và danh hiệu. Có nghĩa là khi các bạn có một công ty thì cái việc đầu tư vào thương hiệu, vào nhân hiệu của các bạn, thì cái việc này nếu mà mình tiếp tục đầu tư và gieo rất là nhiều và công ty của bạn trở nên danh tiếng hơn, thì cái việc danh tiếng hơn nó cũng sẽ tạo ra được cái nguồn lợi nhuận và giúp cho bạn tốt hơn. Hoặc là ví dụ như là nhân hiệu, bạn là một người rất là giỏi thì bạn phải làm sao để mình giỏi hơn, để người khác biết rằng cái người này là một người rất là tin tưởng, uy tín, và từ đó những người khác họ có thể cho bạn những cái công việc, và khi bạn làm được việc tốt hơn thì bạn sẽ có cái nguồn thu nhập nó tốt hơn. Và ngoài ra thì các bạn có thể gieo vào cái hệ thống, là khi các bạn có một cái hệ thống kinh doanh ổn định thì chính cái hệ thống đó nó sẽ tạo ra được cái nguồn lợi nhuận. Hệ thống ở đây đó là thứ nhất, đó là hệ thống phân phối. Bạn có rất là nhiều đại lý và cái việc chăm chút và xây dựng đại lý đó, họ sẽ mang lại cái nguồn lợi nhuận cho bạn. Và bạn tốt với đại lý thì họ sẽ tốt lại cho bạn. Đó là cái việc xây dựng hệ thống. Hoặc là bạn có các cửa hàng thì các bạn hãy mở rộng rất là nhiều cái cửa hàng ra. Thì cái việc có một cái hệ thống phân phối như vậy nó giúp cho hàng hóa của bạn chạy xuyên suốt, và lúc đó bạn có rất là nhiều cái nguồn lợi nhuận. Đó là những cái mà các bạn phải gieo. Thay vào chúng ta làm việc nhiều hơn thì chúng ta hãy cố gắng làm việc tốt hơn và hãy vì người khác. Thì khi mà mình vì người khác thì lúc đó mình sẽ có được những cái lợi nhuận quay trở lại cho mình. Đó là cái câu chuyện mà mình muốn kể cho các bạn. Xin chào.